Khái niệm hợp đồng 14 ngày đã chính thức được VBA cùng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam công bố. Theo đó, đây là loại hợp đồng đặc biệt cho phép 7 đội bóng tại VBA 2020 ký hợp đồng thêm với ngoại binh hoặc cầu thủ Việt kiều, vận động viên gốc Việt hoặc nội binh ưu tiên. Cụ thể hơn, mỗi đội sẽ được ký 2 hợp đồng 14 ngày với ngoại binh và 1 hợp đồng 14 ngày với cầu thủ Việt kiều trong điều kiện ngoại binh hoặc cầu thủ Việt kiều của họ gặp chấn thương. Đây là những 7 hợp đồng ngắn hạn và chỉ mang tính chất thay thế tạm thời. Vậy để tìm hiểu thêm về hợp đồng 14 ngày và lợi ích của nó với các đội bóng VBA, hãy cùng hướng đến những điểm chính như sau. Được ký thêm một cầu thủ Việt kiều đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ có 2 cầu thủ gốc Việt hoặc đội binh ưu tiên trong cùng một danh sách. Họ có thể tập luyện cùng nhau trong khoảng thời gian 14 ngày, nhưng điều này không có nghĩa là 2 cầu thủ Việt kiều sẽ cùng thi đấu trong một thời điểm. Hợp đồng 14 ngày được đưa ra nhằm thay thế vận động viên hiện có trong danh sách thi đấu của một đội. Theo điều lệ được ghi trong văn bản của VBF, cầu thủ bị thay thế sẽ không được phép điền tên vào danh sách thi đấu của đội bóng. Ví dụ như Sài Gòn Heat đang có cầu thủ gốc Việt là Tristan Zuzan. Nếu một cầu thủ khác được ký hợp đồng 14 ngày để thay thế Zuzan, anh sẽ bị rút tên khỏi danh sách thi đấu trong tối đa 14 ngày hoặc 3 trận đấu. Như vậy, không có chuyện hai cầu thủ Việt kiều sẽ cùng ra sân cho một đội bóng tại VBA. Trường hợp tương tự cũng được áp dụng với ngoại binh cùng hợp đồng 14 ngày của họ. Đặc biệt, các cầu thủ chờ cơ hội được ra sân trong vòng 3 trận cùng hợp đồng 14 ngày sẽ nằm trong một danh sách chờ. Và danh sách này là gì? Theo lý giải từ VBF, danh sách chờ bao gồm những cầu thủ ngoại binh tự do, ngoại binh được đội bóng đăng ký trước thời hạn 2/3 mùa giải. Riêng với cầu thủ Việt kiều, những ai nằm trong draft pool nhưng không thuộc về bất kỳ đội bóng nào sau thời hạn công bố danh sách của 7 đội bóng sẽ được đưa vào danh sách chờ. Một số cái tên gốc Việt nổi bật thuộc diện này có thể được liệt kê như Michael Soy, Stefan Nguyễn Tuấn Tú, Anthony Phước Phan, Austin Lý, Ryan Lê, v.v. Từ danh sách chờ, các đội bóng sẽ được đăng ký một cầu thủ gốc Việt hoặc nội binh ưu tiên duy nhất cho toàn bộ mùa giải VBA 2020. Đội bóng phải ấn định lựa chọn của mình trước hạn chót vào thời điểm 2/3 regular season. Thời hạn này sẽ được VBA thông báo với các đội. Với những cầu thủ đã đạt thỏa thuận đăng ký từ danh sách chờ với một đội, các đội bóng còn lại sẽ không được phép tiếp cận cầu thủ đó. Nhìn chung, hợp đồng 14 ngày là khái niệm mới. Sự ra đời của nó phù hợp trong thời điểm hiện nay khi các đội bóng chỉ còn được sử dụng một cầu thủ Việt kiều. Với lựa chọn sử dụng những gương mặt mới trong vòng 3 trận đấu tại regular season, 7 đội bóng tại VBA 2020 sẽ có thêm sự linh động trong việc sử dụng cầu thủ, mang đến một mùa giải có chất lượng chuyên môn cao hơn và ổn định hơn.